Xin chào bạn và chào các bạn đã quay trở lại với bản tin của TN News, bản tin cập nhật nhanh nhất những tin tức trong ngày. Ca sĩ Vy Nhung nằm hẳn xuống sàn, vừa hát vừa giao ly chụp ảnh với khán giả. Chuyện nghệ sĩ ngồi xuống sân khấu, chạy thẳng về khu vực khán giả để có thể giao lưu chụp ảnh với người hâm mộ trong quá trình biểu diễn là điều không hiếm. Mỗi một nghệ sĩ đều có những cách riêng để gần gũi hơn với khán giả của mình. Tuy nhiên, có lẽ Vy Nhung là trường hợp đặc biệt nhất khi cô nằm sấp cả xuống sân khấu để khán giả có thể gần mình hơn. Mới đây, một đoạn video quay lại khoảnh khắc ca sĩ Vy Nhung nằm sấp xuống sân khấu chụp ảnh với một số người hâm mộ đã khiến cư dân mạng xôn xao. Lý do hành động này là vì sân khấu quá cao, cô không thể cúi người hay bước xuống để giao lưu với mọi người. Đáng ngạc nhiên hơn, trong lúc nằm sấp như vậy thì nữ ca sĩ vẫn cất cao được giọng hát đầy cảm xúc, tròn vành rõ chữ khiến khán giả không khỏi thán phục và xúc động. Đây không phải là lần đầu tiên người ta bắt gặp hình ảnh nữ ca sĩ Vy Nhung nằm xuống sân khấu để giao lưu với khán giả. Trong một đoạn video trước đây, khi có nhiều khán giả phấn khích muốn đến gần mình hơn, cô cũng làm điều tương tự để chiều fan. Vy Nhung đã sẵn sàng hy sinh hình ảnh đẹp trên sân khấu và mang đến sự thân thiện gần gũi hơn với khán giả. Rất nhiều cư dân mạng đã khen ngợi sự thân thiện của cô, thậm chí còn nhận xét rằng không ai chiều fan được như cô Vy Nhung. Cảm ơn các bạn đã xem hết bản tin của TN News, và TN News đã có phiên bản trên TikTok, bọn mình sẽ để link của bản tin này ngay bên dưới nhé. Và các bạn hãy nhớ ấn like và ấn theo dõi TN News để cập nhật nhanh nhất những tin tức của trong ngày.